cầu hay còn gọi là kỹ sư hẻm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái động tác biểu diễn mà người ta gọi là đốt bánh. Đốt bánh là gì? Đốt bánh là kỹ thuật để cho bánh sao quay thiệt là nhanh, ma sát với mặt đường, lúc đó cao su của bánh nó sẽ chảy ra và nó sẽ bốc khói. Như ngút như là chúng ta đang đốt một cái lá cây hay một cái gì đó nhóm củi chẳng hạn, thì nó gọi là kỹ thuật đốt bánh. Đốt bánh thì nó chia làm nhiều loại: đốt bánh tại chỗ, đốt bánh di chuyển. Nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cái động tác đốt bánh tại chỗ. Thì làm như thế nào để đốt bánh tại chỗ an toàn nhất và hiệu quả nhất? Để có thể đốt bánh một cách hiệu quả, đầu tiên, cái thao tác đầu tiên chúng ta tập tại chỗ không có động máy, đó chính là hai ngón tay siết thắt, phần còn lại gồm ngón trỏ và hai ngón bên kia chụp lấy cùm ga, và mình tập hai ngón vẫn siết thắt mà ga mình vẫn chặn được. Đó, có nghĩa là vẫn vừa siết thắt mà ga vẫn vừa khoảng. Đấy là động tác đầu tiên. Cái thứ hai là tư thế ngồi khi đốt bánh. Hai chân phải sát vào trên xe. Đấy, người hơi đứng dậy, kiểu như là mình không có ngồi lên trên yên xe, tại vì khi ngồi lên nó sẽ ép cái sức nặng xuống bánh sau, nó làm cho khó việc đốt bánh. Nghĩa là mình sẽ hơi kiểu như đứng đứng mà hơi nhón để cho cái trọng lượng nó đè xuống. Cái thứ ba là khi mình đứng thì hai tay mình phải gồng chắc và sức lực của mình phải đè xuống đằng trước, đẩy trọng lượng đè xuống đằng trước để làm cái gì? Để cho bánh trước tăng độ bám với mặt đường, nó không có bị trượt đẩy. Tại vì nhiều khi nếu bạn bánh sau mà nó vặn căng ra mà phi phía trước nó không có đủ lực nặng, nó sẽ vẫn cứ trượt tới, mặc dù bạn đã lóc thắng trước, nó sẽ bỏ là hiện tượng trượt đẩy tới, nó sẽ nguy hiểm khi đốt bánh. Với việc đốt bánh thì vào số 1 sẽ dễ dàng đốt bánh hơn, và ngoài ra bánh bơm căng hơn sẽ dễ đốt bánh hơn. Bây giờ mình sẽ làm chai tại chỗ để cho các bạn nắm rõ hơn thao tác. Đầu tiên bóp cô vô số 1, sau đó để chân trái xuống, chân phải hai chân vậy nè, đứng hơi nhõng cái mông lên, đừng có đè mông xuống dưới đất xe, đúng rồi, người chúa ở phía trước, hai ngón tay đằng trước siết mạnh thắng đè xuống, ga bắt đầu dặn lên khoảng một nửa ga, sau đó côn thả từ từ và thả hẳn. Đó, cái nhớ cái khúc này nè, hai ngón tay siết thắng dặn một nửa ga, côn thả nhẹ từ 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 rồi thả hẳn luôn, là chúng ta bắt đầu đốt. Và chúng ta cứ đứng như vậy, chúng ta đè xuống giữ cho nó, và khi chúng ta kết thúc động tác, chúng ta chỉ việc bóp côn vô thả ga ra là xong. Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem một lần nhé. Chúng ta nổ máy lên, vô số 1, hơi đứng dậy, hai ngón tay xíu tới trước đè xuống, dặn nửa ga. Trên chiếc xe nhỏ động tác cũng y như vậy. Vào số 1, đứng dậy, đè người tới đằng trước, siết thắng bằng hai tay.
do mà tôi khuyên các bạn là nên tập ở một chỗ nào nó có bức tường trắng, để khi mà nó xích tới á thì nó sẽ chạ ngay bức tường, không ảnh hưởng nguy hiểm. Chào các bạn.